bệnh viện ung bướu lớn nhất phía Nam gồng gánh hàng tỷ đồng phí vận hành. Mặc dù hoạt động hết công suất để phục vụ người bệnh, thì chi phí vận hành tòa nhà rộng lớn với trang thiết bị hiện đại là nỗi trăn trở của lãnh đạo bệnh viện ung bướu cơ sở 2. Sau thời gian chuyển đổi công năng thành bệnh viện hồi sức COVID-19, cho sứ mệnh lịch sử cuối tháng 1, bệnh viện ung bướu cơ sở 2 phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh chính thức vận hành toàn bộ để phục vụ người dân. Từ khi chính thức chuyển toàn bộ cơ sở điều trị mỗi ngày, đơn vị tiếp nhận khoảng 4.000 lượt khám điều trị ung bướu. Bệnh viện ung bướu cơ sở 2 có tổng diện tích gần 5,6 ha, ngay sát Đức Bình Dương, được khởi công từ năm 2016. Quy mô 1.000 giường nội trú với các trang thiết bị hiện đại, 6 máy xạ thế hệ mới, hệ thống pha chế thuốc tập trung, hệ thống 16 vòng mổ hiện đại áp lực dương, hệ thống xét nghiệm tự động automation, hệ thống giải trình tự gen, máy MRI 3 Tesla, CT 128 giải. Trao đổi với báo chí, tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Diệp Bảo Tuấn, phó giám đốc bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các trang thiết bị y tế này đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng. Mặc dù cố gắng vận hành hiệu quả tòa nhà cũng như các trang thiết bị hiện đại, mong muốn tăng chất lượng điều trị, tăng diện tích cho người bệnh và tạo môi trường làm việc hiện đại cho nhân viên y tế, chi phí vận hành là bài toán đau đầu với lãnh đạo bệnh viện. Chi phí vận hành cơ sở 2 là rất lớn và là nỗi lo lắng và trăn trở của lãnh đạo bệnh viện. Chẳng hạn, chi phí điện lên đến khoảng 5 tỷ đồng mỗi tháng, ở cơ sở 1 trước đây chỉ khoảng 1 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí tiền nước, vệ sinh cảnh quan và tòa nhà cũng nhiều hơn, đặc biệt là chi phí bảo trì hệ thống trang thiết bị y tế ước tính khoảng 200 tỷ mỗi năm. Tiến sĩ Tuấn chia sẻ đây là gánh nặng rất lớn trong tình hình bệnh viện ung bướu phải tự chủ chi thường xuyên. Trước thực tế khó khăn này, bệnh viện đã kiến nghị Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài chính và lãnh đạo thành phố để được hỗ trợ. Đầu là nỗi trăn trở và hy vọng. Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Diệp Bảo Tuấn, phó giám đốc bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mỗi ngày khoảng 4.000 lượt bệnh nhân đến khám, trong đó cơ sở 2 ở thành phố Thủ Đức gần 3.000 lượt. 80% bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện ung bướu đến từ các tỉnh thành ngoài thành phố Hồ Chí Minh. Hiện khoảng 400 bệnh nhân đang chờ làm xét nghiệm hội chẩn để được xếp lịch mổ theo kế hoạch. Bệnh viện đã nỗ lực để bệnh nhân có kế hoạch mổ sớm nhất, sau đó sẽ hẹn bệnh nhân đến ngày mổ và vào lại bệnh viện để được phẫu thuật. Mặc dù được xây dựng trên nền đất rộng lớn và cơ sở vật chất khang trang, vị trí xa trung tâm thành phố cũng là nỗi ưu tư đối với cán bộ nhân viên bệnh viện ung bướu cơ sở 2. Ông bày tỏ lãnh đạo bệnh viện rất nặng lòng đối với các nhân viên y tế ở các vùng xa của thành phố như Củ Chi, Cần Giờ, Bình Tân phải di chuyển đoạn đường quá xa, trung bình 50 km cho hai lượt đi về mỗi ngày. Bệnh viện đã cân đối các khoản chi để hỗ trợ chi phí di chuyển thêm mỗi nhân viên 1 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng để ổn định lâu dài cho nhân viên y tế, thì câu chuyện bệnh viện rất cần sự hỗ trợ của ban ngành về nhà ở cho người thu nhập thấp, phương tiện di chuyển công cộng. Bệnh viện ung bướu cơ sở 2 được kỳ vọng trở thành trung tâm y tế chuyên sâu về điều trị các bệnh viện ung bướu của cả nước và trong khu vực, trở thành địa chỉ khám và điều trị ung bướu của kiều bào, bệnh nhân nước ngoài và góp phần trong phát triển dịch vụ du lịch chữa bệnh. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.